Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi trưa ngày 21 tháng 4 năm 2022. Bây giờ là 13 giờ 30 phút các bạn, tức là 1 giờ 30 chiều. Và để bắt đầu video trong buổi trưa ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn được nhiều niềm vui, hạnh phúc và luôn thành công, may mắn trong công việc của chúng ta mỗi ngày. Ngày hôm nay Tường Vũ Channel tiếp tục cập nhật tiến độ về việc hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2. Như chúng ta cũng đã biết, còn 9 ngày nữa thôi, ngày 30 tháng 4 năm 2022 theo dự kiến sẽ khánh thành cầu Thủ Thiêm 2 ở tại Sài Gòn. Hiện tại mình đang đứng trên đường Tôn Đức Thắng hướng từ ngã tư đường Lê Thánh Tôn đi về bên công viên bến Bạch Đằng. Đây là những hình ảnh cận cảnh nhất mà được Tường Vũ Channel cập nhật cũng như là gửi đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn. Nhìn chung thì các cái công đoạn rất là khẩn trương ở tại khu vực xung quanh cầu Thủ Thiêm 2. Ở phía trên cầu thì cũng đã dường như là hoàn thành 100%. Các cột đèn cũng đã hoàn chỉnh, thử ánh sáng, rồi vạch kẻ đường, phân chia làn đường, dãy phân cách cứng ở trên cầu từ hướng quận 1 về bên quận 2, thành phố Thủ Đức ngày nay cũng đã được hoàn chỉnh hết rồi các bạn. Ở đây là trục chính trên cầu hướng từ quận 1, và phía xa xa bên kia là nhánh N2 các bạn ha. Giờ mình sẽ đi một vòng, đi một vòng xung quanh cầu rồi cập nhật hình ảnh mới nhất cho mọi người xem. Xe lưu vẫn đang lưu lăn các cái đá ở trên đường Tôn Đức Thắng để mà kịp hoàn thành tiến độ các bạn. Ở dưới già cầu, ở dưới nhánh N2 thì công đoạn trồng cỏ, trồng hoa, trồng bông cũng đang được tiến hành rất là khẩn trương rồi. Phải nói là các cái công tác, phải nói là các cái tiến độ của từng hạng mục ở cầu Thủ Thiêm đang chạy đua với thời gian. Chạy đua với thời gian các bạn. Thời gian 9 ngày nó rất là nhanh luôn nha các bạn. Rất là nhanh, cho nên ở đây là nhiều công nhân phải chia ca làm việc tối đa luôn các bạn. Của chúng ta thấy không, các công đoạn trồng cỏ, trồng cây.
các cái lan can bảo vệ trên cầu cũng như là nhánh 1, nhánh 2 cũng đã hoàn thành hết rồi các bạn. Dường như trên cầu và trên các cái nhánh 1, nhánh 2 thì hoàn chỉnh 100% rồi đó. Phía trước của chúng ta là nhánh N1 các bạn nha. Nhánh này mặt đường cũng đã bị thu hẹp lại một phần, cho nên là vào những giờ cao điểm xe cũng có thể ùn ứ một chút, không phải là kẹt xe nhưng mà cũng có thể ùn ứ một chút vào. Hướng này chúng ta di chuyển về bên công viên Mê Linh đó các bạn ha. Bây giờ buổi trưa cho nên là đường rất là thông thoáng, ít xe đi lại. Vài phút nữa từ Vũ Chánh Nội sẽ đi vào bên trong luôn. Là bên trong công viên nhỏ dưới dạ cầu, để cập nhật hình ảnh ở tại khu vực này cho tất cả cô chú anh chị và các bạn được xem. Ngày hôm nay các cái cỏ ở dưới hành lang người đi bộ dường như cũng đã xanh hơn. Xanh đẹp hơn các bạn. Tự nhiên các cái cây xanh ở đây không biết là thấy sao nó có vẻ nó không được tốt lắm các bạn. Cây xanh này nó hơi yếu hay sao, không biết đây là cây gì. Cỏ ở phía dưới thì thấy là ok rồi các bạn, nhưng mà cây xanh ở trên thấy sao nó có vẻ ốm yếu quá. Đây là con đường nhánh ven sông song song với nhánh N1 các bạn, để dành cho xe máy có thể nhiều khi người ta đi bên đó vào giờ cao điểm á. Như vậy là nhánh N1 có hai làn xe, phân ra hai làn xe các bạn. Làn bên tay trái dành cho xe hơi quá, còn làn bên trong dành cho xe hai bánh.
hay là làng tay trái, làng hỗn hợp thì chưa biết nữa. Tại hiện tại chưa thấy có bảng hướng dẫn, bảng giới hạn tốc độ cũng như là bảng phân làng xe chạy các bạn. Như vậy là cái đoạn này thấy cây xanh cỏ cũng rất là tốt rồi các bạn ơi. Đó. Thấy các công nhân cũng đang tiến hành làm cái vỉa hè này, làm các cái bồn để trồng cây trồng cỏ nữa các bạn. Đất thì cũng đang đổ vào đây để trồng cây nè. Vào công trình này xem sao. Đấy các bạn, nhấn N1 đó ha. Phía bên trong chúng ta thấy các cái xe đang chạy tải thử rồi các bạn. Vài phút nữa từ buổi chân đồi sẽ đi lại công viên nhỏ dưới dạ cầu để cập nhật cho mọi người xem. Nhìn thì tại vì công trình đang trong quá trình làm cho nên là nhìn nó còn hơi lung tung đồ đạc lắm bạn. Nhìn nó hơi còn lộn xộn lắm. Mà không sao, sau khi hoàn thành thì chắc chắn dọn vệ sinh sạch sẽ thì nó cũng đẹp thôi. Chứ còn bây giờ công trình đang làm mà các bạn, thì không thể nào mà nó gọn được ha. Chắc chắn là như vậy rồi. Trời sắp đổ mưa rồi các bạn. Tranh thủ một vài phút trời đổ mưa rồi, mây đen đã kéo về rồi.
bông hoa. Đây công viên nhỏ ở dưới cái dạ cầu các bạn, công viên nhỏ ở dưới dạ cầu đã trồng hoa, trồng cỏ xanh luôn, trồng cây gì đây quên rồi cái cây gì không nhớ đâu. Hy vọng vài ngày nữa những cái cây này nó lớn lên các bạn, nó sẽ chắc và nó sẽ xanh hơn, nó sẽ đẹp hơn. Đây là lan can dọc bờ sông các bạn, lan can bảo vệ an toàn đã được hoàn thành theo cái dãy của cái bờ sông. Đây là cận cảnh các bạn, cận nét luôn. Các cần cậu đang tiến hành biết làm gì bên đó đó, mình cũng không hiểu nữa. Mình đang câu mấy cái trụ để báo cái mức độ, cái độ cao hay sao các bạn. Các cái trụ cảnh báo cái độ cao. Đây là những hình ảnh được từ Vũ Channel cập nhật mới nhất các bạn. Bây giờ là 2 giờ chiều ngày 21 tháng 4 năm 2022. Rất mong nhận được sự yêu mến ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Trong này đang trồng cỏ, trồng cây, trồng bông hoa, lát gạch luôn. Tiếp này đó là các cái công đoạn đang tiến hành gấp rút luôn. Này lát gạch ở công viên này các bạn, làm hàng rào bao bọc xung quanh. Đó, làm hàng rào bao bọc xung quanh các bạn.
là cầu thang đi bộ nè, cầu thang dành cho người đi bộ đi lên trên các bạn. Rất là khẩn trương luôn các bạn ha. Và như vậy những hình ảnh vừa rồi cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.